Hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho mọi người cái lưỡi của bệnh nhân bị sỏi liệu quản. Thì nhìn vào cái đặc điểm của cái lưỡi này thì chúng ta thấy một cái điều đặc biệt là bệnh nhân này là thuộc cái chứng khí huyết lưỡng hư. Và tại sao chúng ta lại biết đây là cái lưỡi mà liên quan đến khí huyết lưỡng hư? Thì các bạn nhìn thấy là về hình hình thể lưỡi thì là lưỡi là có cái bị thủng, thứ hai là dài, thuôn dài. Thuôn dài ra nhìn vào đỉnh lưỡi và hai bên rìa của lưỡi thì các bạn thấy là bắt đầu có nút thắt, là bệnh nhân cũng có cái chứng gọi là khí uất và tâm can phế thì hơi nhiệt một chút. Bệnh nhân thủng ở dưới thì phế vừa phế và tâm cũng hư, nhưng mà cái điều đặc biệt là bệnh nhân này có sỏi liệu quản. Thì bệnh nhân đến cắt thuốc sỏi liệu quản thì chúng ta nhìn kỹ ở cái phần gốc lưỡi ấy, là chúng ta thấy là dưới gốc lưỡi là bệnh nhân căng phồng lên, căng phồng lên. Các bạn để ý là lưỡi bên phải và lưỡi và cái bên trái ở gốc lưỡi thì bên bên trái gốc lưỡi của bệnh nhân là hơi 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 mềm hơn và thũng hơn so với lại bên trái, thì thể hiện ở đây là có một cái suy nhược một chút. Và qua siêu âm thấy là bệnh nhân có sỏi liệu quản ở bên trái, các bạn chú ý nhé, và có hiện tượng căng thịnh, lưng cũng hơi mỏi một chút. Về giấc ngủ của bệnh nhân cũng có rối loạn. Thì đây là lưỡi khá là điển hình mà mọi người tham khảo để chúng ta có thể giúp tăng cường trong cái chẩn đoán của chúng ta. Mình xin hết.